Vâng, xin chào các bác. Tôi lại lấy được về tầm 6 đôi loa giản đại. Phải nói là nó đẹp quá nên là không thể không lấy về được. Nó đẹp như mới tinh luôn. Viền kim loại phía trước đẹp, sáng bóng luôn. Hai đôi Kenwood, còn lại mấy đôi Pioneer, một đôi Technic và một đôi Sony. Đôi này thì có giá bán sẽ từ 2,8 đến 3 triệu đồng. Đây, bên cạnh gỗ này, gỗ công nghiệp nhưng nó dán đẹp như mới tinh, như bóc hộp luôn. Tất nhiên là nó cũng sẽ có một tí góc, nó sẽ kiểu như này, tùy theo từng đôi. Phải nói là như này là cực đẹp rồi. Y càng vậy, y càng thì nó vẫn là đồ cũ, nó sẽ có xước một chút thì cái vải đây bên này vậy. Bán giá 2,8 đến 3 triệu đồng đô, tùy theo đôi. Tại sao tôi bảo nó mới, các bác phải nhìn cái mặt tiền viền kim loại. Đây đôi Pioneer. Đây Kenwood, mặt tiền kim loại. Đấy, long lanh luôn. Loa đều loa bát 23. Nó ghi thông số trên này là bát 23. Thì mình sẽ phải đo cả viền kim loại các bác nhá. Đây, tại sao tôi bảo đây? Các bác nhìn thử một cái mặt đằng sau của nó này. Gần như mới tinh luôn. Siêu mới luôn. Chung là tôi chưa có thời gian để quay từng đôi một, tôi quay tổng thể. Nếu bác nào gần hoặc cứ đặt tiền, tôi sẽ bán cho một đôi. Giá rẻ nhất 2,8, còn lại là 3 triệu. Phải nói là rất hiếm khi những lấy được những cái loa kiểu như này. Mặt sau như là kiểu vừa đóng xong loa. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông.